trong đêm tôi vắng anh mơ về em, làm sao anh quên đi đôi mắt ấy để chiều mến anh yêu thương biết bao vạn ngàn lần. Hỡi em ơi, mong em hoài bên anh. Nói tâm tư anh đây muốn nói nhưng lo vì nàng thẹn ngại ngùng, nàng đã mang cho anh tất cả bao hạnh phúc anh mong gì hơn ước mong trong đời luôn có em. Người em yêu hỡi có phải không, đời anh trong trái tim yêu em dài lâu chung say ước mơ lâu đài tình ai. Ta cùng mũi say chân bước đường dài như lời xưa anh đã nói, anh sẽ không thể đầu chúng ta.
sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Có những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới góc kia trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Giờ đây chung trên mây ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên một đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dù mưa gió ta cùng đợi ngày mai. Ta từng ngày sau cơn mưa là chiếc xe nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Hay là chàng thủy thủ.
chi hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mơn mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dân tràn ngọt ngào. Kề dài nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trầu cao. Chiều trên quãng đường đê, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về, tuổi học trò trong trắng ngây thơ, từng là từng đẹp mối duyên quê. Tin tương lai đời ta tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Đồng ruộng xanh mơn mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dân tràn ngọt ngào. Kề dài nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trầu cao. Trên quãng đường đê, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về, tuổi học trò trong trắng ngây thơ, từng là từng đẹp mối duyên quê. Tiệc cưới du quy thuyền kết hoa, tràng pháo đưa em về một nhà, cùng niềm tin tương lai đời ta tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Cùng niềm tin tương lai đời ta tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Tham anh chút công danh về sau
họ nhà gái trân trọng chào mừng quý tộc họ nhà trai mới đến. Xin trân trọng kính mời quý tộc họ nhà trai vào nhà ăn tọa dùng bánh lớn. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời quý tộc họ nhà trai vào nhà ăn tọa dùng bánh lớn. Và kính thưa hội đồng trưởng tập hai họ, và kính thưa quý ông cô ở trong quý bà ở trong gia đình cũng như quý ông quý bà ở láng giềng kính mến, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Mậu Tuất, cũng là ngày lễ đính hôn hai họ kết tình thông gia và kết định đôi hoạn cho năm cho hai trẻ. Và hôm nay đại diện nhà họ trai chúng tôi xin kính trình phần tấn lễ hôm nay gồm có: thứ nhất là khai từ đường gồm có đâu hầm đăng để thắp sáng, thứ hai là mâm bạc cũng gọi là mâm cầu cao, và bốn mâm thực phẩm và phẩm vật để dâng cúng ông bà. Và kính thưa quý vị, đại diện nhà trai chúng tôi trình lễ xong, xin kính mời đại diện nhà gái nhận lễ. Rồi, xin cho đàn hát đi. Bây giờ bên nữ tập nhà gái đã nhận lễ. Tiếp theo đây đến cái phần làm lễ. Trước hết là phần tượng hương và đăng. Bây giờ phần này cũng xin thỉnh ý hội đồng lưỡng tộc cho hai đứa trẻ thượng hương đăng, cha mẹ phải thượng hương đăng. Cái trang trọng kính mời hai bên xuôi. Thank you.
hai con. Chúng con cầu nguyện lên trên các đấng thiêng liêng và thủ quyền cấp tổ ban hồng ân cho hai con được trăm năm hạnh phúc đến ngày răng long tóc bạc rồi cả bạc khác. Rồi. Và hội đồng lãnh tập đến đây là đến cái phần kính bái các đấng thiêng liêng. Trong gia đình thì hai vợ chồng hai tôn giáo, một bên cao tài và một bên công giáo. Do đó trước hết là kính bái chí tôn Phật mẫu và các đấng thiêng liêng, kính Chúa Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thánh nam nữ, cháu xá ba khác. Kính thưa quý tập, bây giờ đến cái phần kính bái của quyền thất tổ, cháu sáng ngày qua bàn thờ uống khát. Hội đồng lưỡng tập đến đây cái phần là lại họ lại đấy là lại cấm họ, trong đó các vị vua hùng, các vị anh hùng liệt sĩ, các vị tiền nhân đã có công dựng nước thì giữ nước đến ngày hôm nay, trong đó có bác Hầu kính yêu, xin trân trọng kính mời vào hội đồng nước chuyện để có gì phúc tưởng nhớ về mặt thiện. Trời ơi, vua trở lên 1, 2, 3, 4. Trân trọng kính mời vào hội đồng lưỡng tập an toàn. Trọng kính trình quý ông và các trọng kính trình quý bà hội đồng lưỡng tộc. Đến đây là phần kính bái họ. Kính bái họ đây là các bậc ông bà cô bác cha mẹ còn hiện tiền. Trước hết là cái phần ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại. Cháu rể ra rót rượu đưa cho ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại. Đây là những bậc sanh thành hết sức là cao quý. Chúc chúc được rồi đủ lễ mà. Xin trân trọng kính mời vô uống rượu kia cháu nó lại tạ ơn về ra mắt. Bây giờ đây thấy có mấy ông bác xui đây thôi, bây giờ rót rượu đi con. Mấy ông lớn này thì con bưng con mời. Nay chung luôn coi, tôi nghe chung luôn. Nay chung luôn con. Nay chung luôn. Mày hai tay cũng được nha, anh bưng từ từ thôi, từng ly thôi. Mày lỡ mày bưng hai ly luôn đi cho nó mau. Hai con lấy một tay. Dạ, con cũng được. Rồi, mày đưa tay thôi, miễn là hai chung mà. Rồi. Đây. Đứng ngay giữa. Ờ nó vậy đó. Rồi dạ. Rồi chú nhận coi 2 3. Dạ xong cũng rồi. Vô. Hai ông vô. Vô uống nè. Hết luôn rồi đó. Rồi lấy đi luôn. Dạ. Khỏi, đã uống rồi. Dạ. Uống rượu uống gì nữa, tôi uống hoài. Rồi phần quý ông, kính mời phần quý bà, trân trọng kính mời quý vị nào gia cấp là bà bác gái, bà bác xuôi gái, bà cô, bà dì, bà mợ, bà chiến. Từ thứ hai tới thứ út, bên nội như bên ngoại sẽ trân trọng kính mời vô uống rượu. Còn qua chùa hoàng rồi. Thôi giờ phần này thì hai ông bác xuôi này cho cháu đi ha. Cháu hai xé và cháu mà. Rồi bây giờ đến phần xin trân trọng kính mời quý vị nào là giai cấp bác trai bác xuôi trai chú cậu dượng, và trân trọng kính mời quý bà bác gái bác xuôi gái cô dì mợ thiếu vô uống cái rượu cho cháu nó lại ra mắt và tạ ơn. Rồi phần này có ai đại diện không, con xá là hai xá thì con cho nó tranh thủ thời gian. Bác năm kia, bác năm, anh nào cầm
ly rượu mà. Ừ, sáng trước đi rồi mày đưa đi rượu Bắc Nam. Bắc Nam thấy có rượu lắm con. Rồi Bắc Nam nhìn đi con. Bắc Nam ơi, Bắc Nam cược Nam ơi, 2-3 rồi hết luôn Nam ơi. Còn thiếu. Bây giờ Bắc Nam thay mặt cho bác chú cậu dượng này cũng cho cháu luôn đi, xá hai xá con. À, xin trân trọng kính tình với ông và trân trọng kính tình với bà hội đồng lớn tập. Đây là đến cho Phật cha mẹ. Đây là bậc sinh thành hết sức là cao quý, hết sức cực khổ nuôi con. Dạ con không biết như là cha mẹ hôm nay đã có cái ngày lễ đính hôn hết sức là long trọng. Tất cả bà con cô bác hai họ đều lộn mãi đều đến chúc mừng. Rồi đây là không giờ nó có như thế này bị gì á. Ở đây cũng xin giới thiệu với hội đồng lửa tập. Đây là ông cha nuôi ở bên Mỹ về. Đây là ông cha ruột. Hả? Thì hai con đưa cho hai ông cha trước đi. Nhìn con nè, hai cầm ly đi mới đẹp. 2-3 rồi. Trời hồi nãy không có mấy cậu, bây giờ mấy cậu cũng xá ra đi con. Xá mấy cậu với đợi xá hai xá. Dạ, cậu dưỡng nha. Thì có phần cha mẹ hồi nãy đưa cho hai ông cha rồi, bây giờ con rất rượu cho hai cho bà mẹ. Hai bà cùng ly cùng con nha. Rồi cùng ly luôn. Rồi nhìn con nè, nhìn con đi cùng ly, nhìn con đi cho đẹp. Rồi 2-3 dạ xong. Bây giờ phần cha mẹ này con cực khổ, nhưng mà ông bà cũng cho hết rồi thì thôi chắc cha mẹ cũng cho sáng này xéo không. Dạ, sau cùng là đến Đức Phật anh chị. Xin trân trọng kính mời quý vị nào là giai cấp anh chị đó, anh ruột, anh rể, anh bà con, chị ruột, chị dâu, chị bà con, bên nội cũng như bên ngoại. À, xin trân trọng kính mời. Thôi phần này ơi, xá là hai xá đi các. Và kính thưa hội đồng trưởng tập hai họ, kính thưa quý ông cũng như kính thưa quý bà trong gia đình và láng giềng kính mến. Kính đến thằng đại diện nhà họ ta chúng tôi chương trình với phần lễ kiên ân. Và kính thưa vị, phần lễ kiên ân vàng thì là hai cây vàng 24 gồm có một đôi bông hộp sọ, một đôi bông vàng trắng và một cặp nhẫn cưới. Còn tiền là các cuộc trong hai đám có nghĩa là 40 triệu. Vậy đại diện nhà trai chúng tôi xin chứng trình qua lưỡng tập hai họ và chứng minh đó là cái sự thực tế. Kỷ niệm một món quà riêng chiều xưa đi khắp phố phường tìm mua trong mấy gian hàng trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng. Làm sao một cho những muốn bao điều cầu mong ghi nhớ ban đầu cho tình êm thấm cho duyên bền lâu. Anh tặng em một màu khăn yên bình dịu dàng để bàn tay thấm lệ thẹn thùng khi tình yêu đến. Một màu hoa trắng ngần mịn màng để nhìn nắm ngón ngà nhẹ nhàng giữ trên cành hoa. Kỷ
biết là bao. Chỉ xin duyên chớ phai màu, để hoa khăn liễu hoan nào, ân tình trên hết yêu thương làm đầu. Kỷ niệm một chút làm tin, rồi đây duyên đã vuông tròn. Tặng em hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo hoa kia vành khăn. Chúng tôi đã giới thiệu xong về phần anh chị em bên ngoài thì xin miễn chế.
đại diện nhà họ trai chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà họ gái chiếu cố bằng tấm lòng chân thật và dễ dàng dành riêng cho nhà họ trai chúng tôi. Trước tiên không nói cho ơn, xin là cảm ơn và sau cùng xin ân ái gửi lời chào đoàn kết. Con chào chị ơi. Trân trọng kính mời quý hội đồng biên tập, quý bà con cô bác thân bằng quyến thuộc dùng bữa tiệc thân mật với gia đình nữ độc chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.
khắp đại tấm chân tình gửi tất cả quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thì với Kim xin mời đại diện cho biết hội tộc nhà gái đó là ông Đoàn Kim Thiện sẽ có đôi lời phát biểu cũng như tri ân với tất cả quý vị, xin mời. Chào gia đình hai họ và tất cả quý ông khách. Xin được cảm ơn tất cả quý khách đến đây hôm nay. Xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, và đến với nghi thức đầu tiên thì Vân Kim xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu, cùng chia sẻ những niềm vui và những niềm hạnh phúc bất tận cùng với cô dâu và chú rể qua nghi thức rất rượu uyên ương. Xin mời cô dâu và chú rể. Thì trong buổi tiệc ngày hôm nay, chiếc bánh cưới là chủ đề tượng trưng cho sự ngọt ngào của tình yêu mà hai bạn sẽ được cảm nhận. Thì ngay bây giờ, Phương Kim xin mời hai bạn cùng chọn ra những miếng bánh ngọt ngào nhất để gửi đến cho nhau. Về sau, quý vị có muốn ngồi chú rể hôn cô dâu để chứng minh tình yêu của họ không ạ? Một vàng vỗ tay thật nồng nhiệt được không ạ? Xin mời hai bạn đối mặt lại với nhau đi ạ. Và bây giờ, 1, 2, 3. Nụ hôn của đời cũng đã khép lại nghi thức lễ thành hôn của chú rể trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thì với Kim xin gửi lời chúc đến hai bạn được trong năm hạnh phúc, trong năm tình duyên mặn bằng đồng nghiệp phu thê nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này. Xin được thay mặt cho gia đình gửi lời tri ân đến tất cả quý vị. Và trong buổi tiệc gửi lời chia sẻ xuất thì tôi cũng mong tất cả quý vị hãy cùng thông cảm và ủng hộ gia đình. Và ngay bây giờ thì tôi xin mời hai bạn cùng trở về cùng với tất cả quý vị.
quê mình năm nay quá chịu dơi. Tiếng nổ vang hai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhau ghé. Mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh Tám có cô dâu. Hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám xin mời anh một chén, nè 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 cô Sáu cùng ly ta rót đèn. Cái riêng ly này tôi chúc giao tân lang, cái thêm ly này tôi chúc gái dài nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết rần rần. Sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui, xuân của lòng ta là không có tuổi nhà.
Xuân năm nay tôi xin chúc muôn nơi xuân khắp mọi nơi và xuân khắp một lần yêu khi biết yêu mơ mộng thật nhiều mơ người yêu thủy chung mơ tình duyên mặn nồng trọn đời say ngẫu trăm năm bên lâu trong giấc mơ anh là hoàng tử anh đến bên em thật tuyệt vời anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa nụ cười say đắm như du hồn em mộng vang đắm say giàu sang người yêu của em đứng đắn đà hoa người yêu của em yêu chỉ mình em không bay bướm là lơ không như áng chiều trôi lời cho tươi đầu ngồi anh ở đâu em từng chẳng xa trong đám đông những người thật thà anh người em mến thương anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chàng có trái tim biển xanh, sông xa đưa giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Tràn tình hạnh phúc, hát đi anh khúc xuân hồng.